Chào tất cả mọi người, cũng lâu lắm rồi mình không có quay cái lưu cá của mình. Bữa nay cái lưu mình có vài con cá chê, vài con lương và một con cá lóc. Theo cầu của tất cả mọi người kêu mình làm món là cá chê chiên ăn với mắm gừng. Chê thì mình cũng bắt hai con, mình làm cho sạch sẽ, để cho gáo nước rồi mình đem đi chiên. Trong khi chờ đợi cá chín thì mình làm một chén mắm gừng. Gừng mình sắc lát như thế này khi mình đâm sẽ dễ hơn, chứ mình để nguyên cũ rất là khó đâm luôn. Mình cho ớt và gừng vào cối rồi mình đâm cho nó nhuyễn. Xong rồi mình cho ra chén, mình có để là 4 muỗng nước mắm và 2 muỗng nước sôi. Sau đó rồi mình cho vào 1 muỗng rưỡi đường nữa. Mình sử dụng là muỗng nhỏ nha. Mình quay đều lên rồi mình đem cho vừa cái khẩu vị của mình là được. Nếu mà mình thích ăn chua mình có thể nặn hạnh hoặc chanh vào cũng được. Còn mình thì thích ăn xoài cho nên là mình có bào một trái xoài. Quay lại cái chảo cá chê của mình thì nó cũng đã chín. Mình chiên cho nó vàng vàng như thế này ăn rất là ngon nha. Như vậy là bữa cơm của mình cũng đã xong. Mời tất cả mọi người ăn cơm với mình nha. Yêu cầu thì cá chê mình chiên xong nha, ăn với mắm gừng nha. Đây. Đó, chấm mắm gừng là mình sẽ chế lên trên cá chê luôn. Nó thấm nó sẽ ngon hơn. Này mình ăn kèm với rau nè, đó, sầu đâu nè, đậu rồng nè, rau nhút nè, bắp cải nè, với cà pháo nè. Đó, mình để sòi vô nha, sòi này là sòi bào á. Đó, để vô chỗ chua rất là ngon nha, mắm rừng, đó, mình thêm sòi bào vô nè. Ăn cơm nha, đây, sòi. Rất là ngon nha. Tuyệt vời. Là con cá chê nhỏ nè. Rau. Chấm miếng mắm gừng cặp nước xoài nữa. Mình chế nước mắm gừng á như thế này cá thấm rất là ngon. Xoài thì nó chua chua. Sao bẻ ăn cá nhỏ à. Nhúc.